cử giải thưởng ngôi sao xanh quý 2 năm 2024. Diễn viên series Thu Hà với vai Thanh Vi trong phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải. Series Thu Hà tên thật là Lương Thu Hà, sinh năm 2002. Cô xuất thân trong một gia đình dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Lạng Sơn. Hiện nay cô đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn viên. Với nhan sắc trong trẻo và tươi mới, series Thu Hà bắt đầu hoạt động trong làng lookbook và nhanh chóng nhận được sự yêu thích cùng độ nhận diện nhất định. Cô biến hóa đa dạng phong cách theo rất nhiều style từ nhẹ nhàng nữ tính đến năng động quyến rũ. Nhận được sự ủng hộ cùng với mong muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, series Thu Hà đã nhận lời tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Cùng nhan sắc xinh đẹp và tính cách cá tính, cô gây sốt và được ưu ái gọi với cái tên mỹ nhân dân tộc Tày. Cô bắt đầu được chú ý rộng rãi hơn và nhận được những phản hồi tích cực. Đây cũng được coi là bước đệm cho tên tuổi của cô trong chặng đường nghệ thuật sau này. Ngay sau Tỏ Tình Hoàn Mỹ, series Thu Hà bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Cô cho biết bản thân luôn nỗ lực học hỏi và trau dồi khả năng diễn xuất để phát triển các khía cạnh của bản thân. Cô tích cực tham gia casting, học thêm nhiều khóa đào tạo diễn viên và luôn lắng nghe lời khuyên, kinh nghiệm từ đạo diễn, đồng nghiệp. Thừa thắng xông lên, mới đây nhất series Thu Hà đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vai diễn U trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Cô hóa thân thành một cô gái dân tộc Dao với xuất thân nghèo khó, mang trong mình mong muốn mãnh liệt được thoát khỏi những lạc hậu để đi tìm con chữ. Đây là vai diễn đánh dấu bước chuyển mình của series Thu Hà khi lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình. Nét diễn linh hoạt đa dạng và gương mặt sáng màn hình đã giúp cô có những màn chào rất ấn tượng với khán giả qua màn ảnh rộng. Trong đó phải kể tới bộ phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải. Cô vào vai Thanh Vi, con gái út của Hai Khôn, người con cả của bà Hai. Dù có thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng series Thu Hà đã đặc biệt gây ấn tượng với trường đoạn diễn xuất bộc lộ nội tâm của một cô bé nhà giàu nhưng thiếu vắng tình yêu thương cha mẹ. Nhờ vậy, series Thu Hà đã được đề cử vào hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc trong quý 2 của giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2024.